Ngay khoảnh khắc yêu thương này, xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng hướng tầm mắt của mình về sân khấu để cùng chào đón cho một tiết mục âm nhạc rất là đặc biệt trong buổi lễ hội khóa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của tập thể thầy cô khóa 11 trường Trung học cơ sở Xi Măng sẽ trở về sân khấu với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ca khúc được mang tên Hạnh Phúc Ngày và Đêm. Một tràng pháo tay của tất cả các bạn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.